Xin chào toàn thể anh chị quý các bạn, nhà mình đã quay lại với buổi livestream báo giá trực tiếp hàng ngày của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Chào cả nhà mình, bạn là Thanh Tùng. Đấy thì để bắt đầu cũng như là tiếp diễn những buổi báo giá này thì nhà mình hãy cho em xin một nút like, một nút theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Đấy nhà mình cũng có thể quan sát ở đây. Hôm nay bán vãn xe rồi ạ. Đấy bán rất là vãn xe rồi. Đấy này bán được 3 chiếc Ghi 10 này, đấy, một chiếc Lacetti này. Đấy rất là vãn xe rồi nhá. Các bác nào đang có nhu cầu mà nhượng lại xe này, bán lại xe nhá, bên em cũng mua lại nhá. Mua lại với giá cao hợp lý cho anh chị quý vị gia đình mình ạ. Vâng, hello bác Trần Đức Anh ạ. Chào bác Trần Đức Anh, chào bác Hùng Hoàng, chào bác Đức Lê. Chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy. Vãn xe này. Đấy. Rất là nhiều, vẫn còn khá nhiều đầu xe để phục vụ nhu cầu gia đình mình ạ. Đấy, nhà mình ai mà đang tìm những dòng xe loanh quanh 5-700 triệu này. Đấy, nhấc máy lên, gọi cho em có hai số Zalo lên trên hình 0347 701 77 và 0343 40099 nhá. Em Tùng tư vấn cho ạ. Đấy, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, có thắc mắc về mẫu nào này, đấy, đang cần mua mẫu xe gì thì cứ bình luận đi, cứ comment đi, em Tùng tư vấn cho ạ. Vâng, chào Nguyễn Văn Đông, chào Trần Đức Anh, chào Hùng Hoàng, chào Đức Lê, chào những anh chị mình đang xem buổi livestream này hôm nay ạ. Đấy, 7 chỗ đây. Innova này, Zoyli này. Đấy, Innova 211 này, 7 chỗ loanh quanh hơn 300 triệu một xíu nhá. Vâng, chào bác Đặng Đình Hương này, chào bác Trần Bình này. Đấy, chào đại gia đình mình ạ. Đấy, gầm cao máy thoáng 5 chỗ đây. SUV 5 chỗ đây nhá, CRV này. Đấy, cạnh mẫu CRV một chiếc nhỏ xinh xinh đây. Đấy, Kia Morning 2010, đăng ký làm bánh 2013 đây. Vâng, cảm ơn bác Trần Bình rất là nhiều ạ, đã chia sẻ rồi. Vâng, nhà mình cứ hoan hỉ lên, cứ vui vẻ đi, chia sẻ cho Tùng 5-7 lượt đi nhá. Không mất tiền, không bạc gì cả để là mà để lan tỏa với livestream hơn. Đấy, chia sẻ nhiều bớt nhiều nhá, chia sẻ càng nhiều bớt càng nhiều cho gia đình mình ạ. Đấy, Mitsubishi Outlander 2016 này. Lacetti 208 này, đấy còn khá đầu xe đây. Đấy, em Tùng xin lược qua một vòng cho mình cùng quan sát nhé. Đây, Morning trắng đây. Morning 216 này, Morning 209 này. Lacetti 212 này. Đấy. Vios bản E 2009 này, đấy, Mazda 626 này, Accent này, Kia Morning này, đấy, nhà mình ai đang quan tâm mẫu nào, quan tâm dòng nào, phân khúc tầm bao nhiêu tiền nhá, cứ bình luận, cứ comment đi, thì em Tùng tư vấn cho ạ. Vâng, chào các Lam Nhân này, chào các Lê Văn Trung, chào Trần Bình, chào đại gia đình mình nhá. Chúc gia đình nhà mình có một buổi tối vui vẻ, có bước sóng livestream ngày hôm nay, hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi gia đình ơi. Đấy, Lacetti CX này, sedan đầu phân khúc hạng C mà chỉ có 255 triệu đồng thôi. I10 rất là nhiều đấy nhá. Đấy, I10 rất là nhiều đây ạ. I10 bản đổ 2014, đăng ký lăn bánh 2015. Động cơ 1.0 số sàn này. Con này màu trắng bên em đang bán với cửa tiền là 240 triệu đồng nhá. 240 triệu đồng cho mẫu Hyundai Grand I10 2014 đấy ạ. Vâng, chào Thiên Trung, chào Đặng Cường, chào Lam Nhân, chào Trung Lê, chào đại gia đình mình nhá. Đấy, cạnh Hyundai Grand I10 màu trắng này. Đấy, Seto 2017 màu đen này. Đấy, Lacetti CX này, Kia Morning này. Đấy, em cứ lược qua một vòng đi cho mình cùng dễ tham khảo hơn nhá. Đấy, anh quanh chỉ 200 triệu thôi. Bản đồ I10 2014 này, con này 240 này. Hyundai Gate nhỏ gọn tiết kiệm hiệu bền bỉ này. 2010 con này 135 triệu đồng nhá. Đấy, Kia Morning. Đấy, màu be 2016. Đấy, con này là 230 triệu. Gentex 2010 nhập Hàn này. Đấy, tuy nhiên chính chủ Hà Nội này. 235 triệu đồng này. Đấy, chào đại mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, bình luận chia sẻ nhiều lên, em Tùng tiếp tục tư vấn thế nào. Đấy, còn khá tương đối đầu xe để phục vụ gia đình ạ. Xe đẹp, ok, cảm ơn bác Trần Thị Thoảng rất là nhiều này. Đấy, chào những khách hàng thân thương nhá. Em bắt đầu vào chia sẻ và báo giá đây. Bình luận đi, comment đi, em Tùng tư vấn cho nào. Đây, báo giá này, báo giá từ trong cho trước này. Hyundai Grand I10 2016 đây, đăng ký là bánh năm 2017, động cơ 1.0 bản đổ. Đấy, nhập ấn nguyên chiếc nhá. Chiếc này bên em đang bán với cửa tiền là 265 triệu đồng cho anh chị quý mình tập cùng tham khảo này. Đấy, la sáng đúc 4 bánh lốp lắp đẹp. Có phanh đĩa chống bó cứng ngoe rồi, xin nhan dạng mít tích hợp trên gương, gương ký cụp sợi điện. Con này thì đăng kiểm thì còn đến tháng 6 năm 2023 cơ. Tư vấn I10 2 đầu. Đời 2015 đến 2018. I10 đầu 2015 đến 2018 này thì tạm thời mình lại bán thôi anh nhá. Đấy, anh mà quan tâm đến mẫu I10 2 đầu cứ nhắn tin vào fanpage cho em đi. Đấy, lao về thêm mẫu I10 2 đầu em sẽ gọi điện trực tiếp cho anh này.
Ok, có Kia Morning màu đỏ nhá. Cứ bình luận đi, cứ comment đi, em Tùng chia sẻ cho nào. Đây, Kia Morning màu đỏ đây. Kia Morning màu đỏ 2016 đây. Bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương đang bán với cửa tiền là 190 triệu đồng nhá. 190 triệu đồng cho anh chị quý vị gia đình mình ạ. Đấy. Na thắng đúc phay 4 bánh này, lốp láp đẹp. Xin nha này, tích hợp trên sườn xe, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài này. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 200 triệu đồng tròn nhá. Đấy, 200 triệu đồng tròn. Bác nào hôm nay quan tâm phải giảm giá 10 triệu đồng, còn 190 cho gia đình thôi nhá. Vâng, chào Trần Quang Khải này, chào bác Phạm Văn Dung. Ok, có loa chất đi biển 98 này, chào Nguyễn Tuấn Anh này. Đấy, chào bác Đinh Thị Thu Trang nhá, chào bác Quân Nguyễn này. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ vui vẻ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Không mất tiền, không bạc gì cả nhá. Chia sẻ càng nhiều, giảm giá càng nhiều cho anh chị quý vị mình. Bên bác có mẹ không ạ? Bên em có mẹ bác có mua không nhá? Dòng đời cao đấy thì bên em chưa có nhá, chưa lấy về nhá. Em ơi, em ở Vĩnh Phúc, thích đi 12-16 biển 88. Ok anh nhá. Đấy, tí em sẽ tư vấn lại con đấy cho anh nhá. Đây, tiếp tục báo giá này. La chất ti màu đen, sedan 2 đầu 2008, biển tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 145 triệu đồng. Sedan đầu phân khúc hạng B, la sáng đúc lốp đẹp, máy số keo chỉ sơn di chất. Đấy, nội thất ghế da, điều hòa lóng lạnh 2 chiều Z bút nhá, 145 triệu đồng. Sedan hai đầu tập lái, la chassis slick này. Vâng, chào Nguyễn Tâm này, chào Thiên Nguyễn này. Đấy, ok, thì em sẽ giới thiệu lại con i10 2016 màu trắng nhá, cho anh Lam Nhân đang quan tâm nhá. Đấy, anh mà đang xem buổi livestream ngày hôm nay này, chia sẻ bình luận nhiều lên. Đấy, em tư vấn thế nào? Đâu, biển 88 nhỉ? À đây, có biển 88 em vừa mới tư vấn xong này. Đấy, Kia Morning, à Hyundai Grand i10 xin lỗi mình ạ. Hyundai Grand i10 đây. Đời 2016, đăng ký và bánh năm 2017 này. À 2018 chứ. Động cơ 1.0 số sàn. Con này bên em đang bán với cửa tiền 265 triệu đồng. 265 triệu đồng. Hyundai Grand i10 bản đủ nhá. Đấy. La sáng đúc lốp lắp đẹp này, tên tư nhân không dịch vụ taxi. Đấy, 265 triệu đồng. Có hỗ trợ gọi là ship xe chương trình quý vị gia đình nhà mình ạ. Đấy, la sáng đúc 4 bánh lốp lắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, đăng kiểm đăng ký còn dài. Đăng kiểm đăng ký đến tháng 6 này, năm 2023 này. Hyundai Grand i10 2016 ạ. Đấy. Bản đủ thì được trang bị vô lăng 3 chấu tích hợp các nút kiểu hiển trên vô lăng này. Đấy. Cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi nhá. 265 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý mình đang quan tâm mẫu này ạ. Đấy, mẫu này thì đã có video hình ảnh chi tiết rồi. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cũng như Zalo đi để em tư vấn cho ạ. Ok anh Thanh Thịnh ạ. Rồi, em đã chụp lại số màn hình rồi này. Đấy, một vài nữa về thì em gọi cho anh ngay nhá. Vâng, chào bác Thắng Văn An này, cháu Trần Xuân Điệp, cháu Nguyễn Tân, cháu Thiên Nguyễn. Đấy, anh Lam Nhân mà đang quan tâm chiếc Hyundai Grand i10 2016 biển 88 nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, để em gửi cho hình ảnh video ạ. Chi tiết nhất của con này nhá. Cành mẫu Hyundai Grand i10 2016 rồi. Tiếp theo đây nhà mình tham khảo cùng em này. Đây, Kia Pride nhập Hàn 2008, đăng ký bánh năm 2010. Động cơ 1.4 số động nhá. Động cơ 1.4 số động. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 225 triệu đồng. 225 triệu đồng. Đấy. Lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi còn zin, nội thất ghế da nhá. Thân vỏ thì liền nạc, còn nội thất bên trong thì mỡ mà. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 225 triệu đồng. Đấy, Kia Pride số động nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố. Máy số keo chỉ sơn xi đại chất. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng được thêm cho gia đình mình ạ. Vâng, chào Trần Thăng nhá. Xe chất đây cả nhà ơi. Vâng, cảm ơn Trần Thăng rất là nhiều này. Vâng, chào Phèo Chí này, chào đại gia đình mình này. Cành mẫu Kia Pride 2008 nhập Hàn rồi này. Tiếp đây nhá, em Tùng giới thiệu cho gia đình nhá. Toyota Vios 2010, động cơ 1.4 số sàn. Đấy, đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 1 năm 2023. Xe được trang bị la răng đúc tăm 4 bánh, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ai rồi. Xin nhan tích hợp trên sườn xe này. Con này đang bán với cửa tiền là 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng. Toyota Vios lồi đầm cuối đá 2010 cho đời mình nhá. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày nay. Vui vẻ hoan hỉ lên, cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi.
gia đình mình ơi. Vâng, chào Lâm Linh này, chào Thanh Ngoan. Đấy, chào những khách hàng vừa xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, vui vẻ hoan hỉ bình luận, chia sẻ đi cho mấy lượt đi gia đình mình ơi. Ngay cạnh mẫu Toyota Vios 2010 rồi này. Tiếp theo đây giới thiệu đến gia đình mình Toyota Vios 2006 nhá. Đấy, một xe tập lái lồi đồng cuối đá này. Động cơ 1.5 số sàn. Con này bên em mới bán với cửa tiền hơn trăm thôi, 135 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị mình. Sedan 2 đầu, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất từ tập lái để tránh mưa tránh nắng này. Đưa con đi học, đưa vợ đi chơi nhá. Máy số keo chỉ sơn xì còn chất, gầm bệ chắc chắn này. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm sau. 135 triệu đồng. Toyota Vios 2006 ạ. Đây, cạnh mẫu Toyota Vios này, tiếp tục báo giá mình một chiếc sedan 2 đầu nhá. Một chiếc sedan 2 đầu như phân khúc hạng C. Đây, La Chatty Cedric nhập Hàn 2010. Động cơ 1.6 số tự động nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền 255 triệu đồng. Đấy, 255 triệu đồng. La sáng đúc, lốp lao đẹp, có phanh chống bô cứng 2m rồi. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm sau này. Đấy, can đồi cao hành trình đầy đủ rồi. Vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển âm lượng cũng như là các nút đàm thoại rảnh tay nhá. 255 triệu đồng. La Chatty Cedric sedan đầu phân khúc hạng C. Đang được bán thị trường ô tô đồ Hải Dương này. Đấy. Trang bị cả cửa sổ trời panorama này. Đấy, La Chatty Cedric nhập Hàn 255 triệu đồng. Đấy, báo giá tiếp theo đầu sản phẩm đang có nhá. Chào bác Nguyễn Quang Đàn này, chào bác Đặng Duy Đưa này, chào bác Bạch Cảnh Kỳ, chào bác Linh Lâm, chào những khách hàng đang xem buổi livestream này nhá. Đấy, vui vẻ hoan hỉ lên. Cho em Tùng xin 57 lượt chia sẻ đi cả gia đình mình ơi. Vâng, cạnh vài mẫu mà to cao lên hồi vừa rồi này, tiếp tục báo giá đến gia đình mình một mẫu nhỏ gọn tiết kiệm nữa đây. Kia Morning 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng. Kia Morning màu vàng. Đấy, la sáng đúc phay 4 bánh lốp náp đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm nay. Đấy, nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều rất bút. Cam đùi cam hành trình thì đầy đủ rồi. Đấy. Màn hình Android cơ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình của mình. Đấy, 190 triệu đồng. Kia Morning 2016 nhá. Vâng, chào bác Huy Hoàng này. Chào bác Hùng Mộc Hùng Mộc Lê Hùng à. Chào bác Lam Nguyễn, chào bác Quang Trào Nguyễn, chào bác Quang Huyền. Chào có Nguyễn Quang Đạt nhá. Chào đại gia đình mình này. Đấy. Cạnh mẫu Kia Morning 2016 vừa rồi này. Tiếp theo đây em xin báo giá lên gia đình mình nhá. Một chiếc Accent đấy ạ. Hyundai Accent 209 nhá. Đấy, Hyundai Accent 209 đăng ký con bánh 2010. Động cơ 1.4 số sàn nhập Hàn nguyên chiếc này. Đây, chiếc này bên em đang bán với cửa tiền cho anh chị quý vị mình là 165 triệu đồng. 165 triệu đồng nhá. Đấy, xe lan đầu phân khúc hạng B. La sáng đúc lốp lắp đẹp. Đấy, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến cuối năm nay. Đấy. Nội thất sạch sẽ rồi, máy số keo chỉ chất gầm bệ chắc chắn. Mang về sẵn đi thôi, sẵn sử dụng, sẵn phục vụ của nhu cầu gia đình mình. Đấy, Hyundai Accent 209 gia đình mình nhá. Vâng, cháu bác Nguyễn Tuấn Đăng này, cháu bác Vũ Đức Thuận này, cháu Ngoan Thanh, cháu Huy Hoàng. Chào toàn thể anh chị quý vị trên ba miền của Tổ quốc nhá. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Địa chỉ Lam Trung, Lam Sách, Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán như ký gửi những dòng xe đã vào dụng nhá. Cảm ơn gia đình mình đang xem buổi livestream rất nhiều ạ. Cạnh mẫu Hyundai Accent 2009 vừa rồi này. Tiếp theo đây em xin báo giá gia đình mình một sản phẩm đến từ nhà đây. Mazda 6S6 2005, động cơ 2.0 số sàn. Đấy, 2.0 số sàn. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 145 triệu đồng thôi. Đấy. Xe là trang bị la sáng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn zin, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều thì còn sáng còn đẹp này. Không có dấu hiệu bóng mờ xương do nhiệt nhá. Đấy, Mazda 626, một thương hiệu đến từ Nhật bán có 145 triệu đồng thôi. Đấy, có 145 triệu đồng cho gia đình mình nhá. i10 đời 2015 có không à? i10 đời 2015 thì không có này, nhưng đang có i10 đời 2014 và 2016 Bắc Minh Hoàn nhá. Cho em hỏi có Xpander số sàn không vậy? Xpander số sàn thì tạm thời bây em chưa có này. Bác Thắng An Văn ơi, bác mà quan tâm dòng Xpander nhá, cứ để lại số điện thoại đi, để lại comment đi để em một ván nữa mà nó phải là Xpander nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh nhá. Vâng, chào bác Phan Tín này.
Đấy, có Y10 214 và 216 nhá. Anh tham khảo giùm em anh ơi. Đâu xem Y12 14 nhỉ? Em tư vấn cho anh con Y12 14 trước nhá. Đây. Hyundai Grand Y12 14 bản đủ đây. Đấy, bản đủ phun kính nhá. La sang lúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển chân vô lăng này. Đấy, bản đủ này, tư nhân chính chủ 32 đầu phố nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 240 triệu đồng thôi. Đấy, Hyundai Grand Y10 bản đủ 2014, 240 triệu đồng. Đăng ký đăng kiểm thì còn đến tháng 4 năm sau nhá. Đấy, tư nhân chính chủ 32 Hà Nội phố này, nhập hàn 1.0, nhỏ gọn tiết kiệm liệu. Máy số keo chỉ sơn si thì còn đẹp này. Vâng, chắc Trần Kiên. Chào bác Trung Chu, vâng, chào bác Minh Hoàn nhá. Bác Minh Hoàn lại tham khảo tiếp cho em một mẫu Y10 2014 nữa này. Đây. Y10 2014 màu trắng này. Đấy. Y12 14 màu trắng mà mẹ mắng cũng mua nhá. 240 triệu đồng. Đấy. Con này bên em đang bán với cửa tiền 240 triệu đồng này. Đấy, la sang đúc, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng 2 mét rồi. Bản đủ phun kính nhá, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Đấy, Hyundai Grand Y10 màu trắng 2014 đây, 240 triệu đồng. Đấy, cạnh mẫu Hyundai Y10 2014 này. Tiếp tục báo giá từ mình nhá. Đây. Hyundai Grand Y10 2016 màu trắng nhá. Đấy. Màu trắng bản đủ, con này bên em đang bán với cửa tiền 265 triệu đồng này, bản đủ này. La sang đúc, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 6 năm sau. Đấy, lộ tất ghế lỉ và trần lỉ vẫn xin nguyên bản theo xe nhá. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng này, cũng như đèn thoại rảnh tay này. Đèn lổ sờ tốt thì có sẵn rồi. Đấy, Y12 16, con này đang bán với cửa tiền này 265 triệu đồng. Đấy, 14 có rồi này, 16 có rồi này. Đấy, anh Minh Hoàn mà có quan tâm đến mẫu nào nhớ cứ nhắn tin bình luận trực tiếp qua fanpage cho em đi ạ. Đấy, sau buổi livestream này em sẽ tư vấn sơn cho anh nhá. Đấy, hàng đằng sau này rồi này. Vâng. Báo giá ghét ok. Ghét à? Chào bác Minh Nguyệt này. Ghét thì bên em còn một mẫu ghét duy nhất đó. Còn một em ghét duy nhất đây, báo giá gia đình mình ạ. Hyundai Ghét 2009, đăng ký vân bánh năm 2010. Động cơ 1.0, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Đây, một dòng từng là mưa làm gió nhà Hyundai đây. Con này bên em đang bán với cửa tiền 135 triệu đồng thôi nhá. 135 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ cũng như là ship xe cho anh chị quý vị trên toàn quốc này. Hyundai Ghét 2009 màu xanh. Đấy, tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên đây. 4 số 1 chủ từ đâu. Vâng, chào bác Triệu Trương, Genta biển 34 đi. Ok, có Genta biển 34 nhá. Đấy, ghét 135 triệu đồng này bác Minh Nguyệt ơi. Đấy, em đã báo giá rồi này. Nhà mình vừa nghe báo giá thì cứ hoan hỉ vui vẻ lên. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Huyền này. Chào bác Trần Văn này. Có nào tập lái không? Tập lái có nhớ nhá. Đây, thì em xem bình luận lần trước, em trả lời trước cho mình nhá. Đây, Genta biển 34 đây, tham khảo cho em đi anh chị quý vị ơi. Đây nhớ Genta biển 34 nhá. Màu đen rất đẹp này. Đấy, em xin lia máy quay một vòng cho mình cùng tham khảo này. Con này bên em đang bán với cửa tiền 150 triệu đồng. Genta 2009, đăng ký vào bánh năm 2010. Đấy, la sáng đúc 4 bánh, lốp láp đẹp. Đấy, đây, thân vỏ đây. Thân vỏ thì liền lạc nhá, không đâm xô, không tai nạn nào. Cam kết anh chị quý vị nhà mình. Đấy, không đâm đô, không đâm xô, không va chạm, không thủy kính cầm nước này. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không ngủ lụt đây. Đấy, con này bên em đang bán với cửa tiền 150 triệu đồng. 150 triệu đồng. Genta 2009 ạ. Đây, vô lăng 3 chấu này. Đấy, táp lô táp đi đẹp chưa? Đấy, lộ thất bên trong đây. Đấy, Genta 2009 1.4 số sàn. Tư nhân chính chủ Hải Dương 150 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng thêm nhá. Vâng, chắc Nhật Minh. Hello Nhật Minh ạ. Chào bác Hoàng Đỗ này. Ok, có Y11 đầu nhá. Vâng, chào bác Tống Công Vinh này, chào Nguyễn Phương. Chào bác Dương Tự này, có nào tập lái không? Đấy, Genta ha. Genta biển 34 nhá, đã review đấy, đã báo giá rồi 150 triệu. Vâng, chào bác Đức Nguyễn này, chào bác Lư Hoàng này. Đâu, tập lái đây. Tập lái có hai con này nhá. Đây, hơn 100 triệu một xíu thôi. Kia Morning 208 1.0 số sàn 120 triệu, màu ghi. Đấy, la sang đúc lốp láp đẹp, nhập hàn nhá. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều.
đăng ký đăng kiểm thì còn khá là dài đến tháng 1 năm 2023, 120 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp, gầm bệ chắc chắn không bục muộn. Kia Morning 208 này, đấy tập lái hơn 100 triệu một xíu thôi này. Cành mẫu Kia Morning 208 này tiếp tục báo giá cho mình một dòng tập lái nhá. Đấy, hơn một xíu thôi. 135 triệu đồng, 135 triệu đồng. 1.0 số sàn này đấy. Xe tập lái lên full đồ chơi rồi. Cả đèn pha trang bị công nghệ bi cầu này. Đấy, la răng đúc tâm đa chấu này. Đấy. Máy số keo chỉ sơn si còn chất này, trang bị cả màn hình Android cỡ lớn rồi. Đấy, màn hình Cova cỡ lớn này phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhà mình. Cam đồi cam hành trình đầy đủ nhá, 135 triệu đồng. Đấy, tập lái thì tham khảo cho em 21 này đi. Tập lái tham khảo cho em 21 này. Kia Morning 211 và Kia Morning 208, 135 triệu đồng và 120 triệu đồng nhá. Đấy, Hoan nghỉ chia sẻ comment đi để em Tùng tư vấn cho ạ. Con cháu Nguyễn Mạnh này, cháu Bắc Thái Nguyễn Hưng này, chúc Bảo Đao, cháu Đại Đình nhá. Đây, bên mạng này chưa giới thiệu chiếc nào này. Rồi, giới thiệu đầu này đi. Giới thiệu hàng đầu đi. Đây một chiếc to cao đen chấm tư máy xăng 2 cầu gửi đến gia đình nhà mình với cửa tiền là 300 triệu đồng thôi. 300 triệu đồng Hyundai Santa Fe 207. Đấy, giá bằng con Morning rồi ạ. Đấy, máy 2 cầu này la răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chúng bô cứng ngon hết rồi. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Đấy, cam đùi cam hành trình đầy đủ. Cầm cao máy thoáng, đây siêu trường siêu trọng. Hyundai Santa Fe 207. Đấy, bán cửa tiền 300 bằng con Morning cho anh chị quý vị gia đình nhá. Đấy, Santa Fe 2007 nhá. Vâng, chóc Lê Bảng này, chóc Toàn Lê, chóc Mạnh Nguyễn, chóc Thái Nguyên Hưng. Đấy, Santa Fe 2007 này nhá. Đấy, Santa Fe 300 triệu đồng, đấy gửi đến gia đình mình này. Cạnh mẫu Hyundai Santa Fe 2007 rồi. Nhà mình tiếp tục tham khảo cho em đây ạ. Kia Morning nhá. Kia Morning nhập Hàn 2010, đăng ký vào làm bánh năm 2012. Động cơ 1.0 máy eco, số tự động, cần số jack điều hòa auto. Con này bên em đang bán với tiền là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị gia đình của mình. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp, có vành đĩa chống bó cứng ai hết rồi. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Gương kính cụp xoay điện, xin nhan dạng mí tích hợp trên gương. Số tự động nhập Hàn nguyên chiếc 2010. Bán với cửa tiền là 230 cho gia đình nhá. Đấy, nhà mình đến xem xe, chạy thử xe này. Test xe thoải mái nhá. Đấy, test xe thoải mái luôn. Đấy, xong thì mới làm những thủ tục mua bán nhá. Đấy, bao cho anh chị quý vị nhà mình không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích ngập nước, cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý ạ. Vâng, chóc Dũng Đình. Vios 200 hạ biển Hà Nội à. Vios 200 biển Hà Nội thì anh tham khảo cho em chiếc này nhá. Toyota Vios 2010 màu đen. Biển đây, biển đăng ký là 30E32638 đây. 2010, 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi. Đấy, màu đen, la răng đúc lốp láp đẹp, xi nhan dạng mí tích hợp trên gương này. Tay nắm cửa viền chiến kính thì bọc vào lốp rồi. Đấy, máy số keo chỉ chất. Con này bên em bán với cửa tiền là 195 triệu đồng. 195 triệu đồng. Toyota Vios 2010 cho anh chị cứ mình cùng quan tâm nhé. Đấy, nội thất ghế ra đây, điều hòa lắm mạnh 2 chiều rét buốt, 190 triệu đồng. Toyota Vios 2010 ạ. Đèn tư nhân chính chủ Hà Nội này. Ôi, chiếc này về giới thiệu đâu nhỉ? Về giới thiệu đến đâu rồi nhỉ? Để em tiếp tục giới thiệu này. Vâng, cháu Trần Việt Phương này, cháu Khôi Đăng đấy, cháu bác Sa Văn Đài, cháu Lê Bảng, cháu Toàn Lê, cháu Mạnh Quyền, cháu đại gia đình mình nhá. Đây đến Morning 2010 số động 230 này. Vâng, chiếc máy quay của em đây, xin giới thiệu anh chị quý mình Kia Morning. Kia Morning 216 à, Kia Morning 217 số sàn, đăng ký là bánh 218, động cơ 1.0 nhá, bản tiêu chuẩn này. Con này gửi đến gia đình nhà mình với cửa tiền 225 triệu đồng. 225 triệu đồng. Kia Morning đời cao nhá. Đấy, tư nhân chính chủ 20 Thái Nguyên đây. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm sau này. Em xin quay phần nội thất bên trong cho anh chị quý vị mình cùng quan sát này. Đấy. Vô lăng hai chấu này, đầu đài mình theo xe này. Đấy, xe tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Máy số keo chỉ còn zin, gầm bệ chắc chắn. Đấy, lốp láp đẹp. Kia Morning 2017 mà chỉ có 225 triệu đồng thôi. Còn bớt, còn giảm sâu được nữa cho gia đình mình. Đấy, 20 biển 20 Thái Nguyên đây. Cầm bệ chắc chắn nhá, không bục mọt nhá. Kia Morning 2017. 225 triệu đồng. Đấy, hai mẫu tập lái thì báo giá rồi này. Đấy, hai mẫu tập lái thì báo giá rồi này. Kia Morning 208 và 211 nhá. 120 triệu đồng này. Và 100
35 triệu đồng này. Đấy, báo giá hết cái khu vực ngoài này cho nên mình cùng tham khảo ạ. Đây, cầm cao máy thoáng SUV 5 chỗ đây ạ. Honda CRV 2009 nhá. Đấy, màu đen. Nhập Hàn 2009, biển tư nhân chính chủ, 37 Nghệ An quê bác đây. Vâng, 34 Hải Dương chào bạn. Vâng. Chào anh Kenny Vũ ạ. Đấy, vâng em cũng là 34 đây, chợ ô tô đầu mối Hải Dương đây. Đấy, 34 lại chào 34 nhá. Chia sẻ comment nhiều lên anh Kenny Vũ ơi. Đây, tiếp tục là Honda CRV đây. Honda CRV SUV 5 chỗ đây. Cầm cao máy thoáng nhá, bán có 405 triệu đồng thôi. 405, còn ra lồng được nữa cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ à, bi cầu kết hợp cùng halogen này. Đấy, la sáng lúc, 4 bánh lốp đáp đẹp, có vành đĩa chống bó cứng ai hết rồi. Xin nhan là tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện, 475 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 37 cái An Quế Bác này. Vô lăng tích hợp túi khí an toàn cũng như các nút điều chỉnh âm lượng cũng như là đàm thoại sảnh tay đây. Đầu đài màn hình cỡ lớn rồi. Đấy, máy số keo chỉ sơn si còn zin nhá. 405 triệu đồng. Đấy, Honda CRV 2009 ạ. Đấy, cạnh mẫu to cao đen hô này. Báo giá cho gia đình mình một mẫu nhỏ xinh xinh đây. Kia Morning 2010 nhá. Kia Morning bản đồ 2010 SX. Đấy. Xe đăng ký lăn bánh 2013, động cơ 1.0 máy eco vô cùng tiết kiệm nhiên liệu này. Đấy, máy số điện đó mình rất là lành. Rất y khả khỏng vặt nhá. Con này bên em đang bán được tiền 235 triệu đồng. 235 triệu đồng xin nhận. Vâng, cháu Hoàng Hiếu này, cháu bác Xuân Tú Đỗ này, cháu bác Tuấn Tị, cháu bác Kenny Vũ, cháu bác Trịnh Văn Thanh, cháu bác Đàm Đức Thông, cháu bác Trần Văn Việt. Chào tất cả anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, cho em gửi lời chào và chúc sức khỏe đến đại gia đình mình ạ. Tiếp theo đây em xin báo giá gia đình mình vài đầu 7 chỗ bên em đang bán nhá. Vài đầu 7 chỗ đây. Toyota Innova 2008 265 triệu đồng. Bản G xịn tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Đấy, 265 triệu đồng. Dòng vua 7 chỗ này, tiết kiệm hiệu bền mỉ. Đấy. Nội thất thì rộng nhất phân khúc 7 chỗ này. Điều hòa của Nhật rất buốt rất sâu. Tạo điện điều kiện thoải mái cho chị quý vị nhà mình di chuyển đông người nhá. 2.0 số sàn. Bản đủ. Đấy, trang bị la sáng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Vô lăng túi khí nhá. 2008 Innova 265 triệu đồng. Đấy, ở trước mẫu Innova 2008 rồi này. Nên mình tham khảo dùm em từng mẫu này nhá. Đấy, 7 chỗ có 100 triệu đồng thôi đây. Mitsubishi Zoyli 2004 đăng ký lăn bánh năm 2005. Đây, động cơ 2.0 số sàn kim phun. Con này bên em đang bán với cửa tiền 135 triệu đồng. Đấy, 135 triệu đồng nhá. Vâng, cháu Hùng Duy này, cháu Bắc Căng Hưng Nguyễn, cháu Hoàng Hiếu này, cháu Xuân Tú Đỗ, cháu Đại Rê mình ạ. Đấy, Zoyli Mitsubishi 2004 mà chỉ có 130 thôi. Đấy, chỉ có 130 thôi ạ. Đây, tiếp tục đây, giới thiệu lốt mấy dòng 7 chỗ mình cùng tham khảo này. Toyota Innova 2011 nhá. Đấy, Innova 2011, tư nhân chính chủ 15, Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. 2.0 số sàn. Còn bên em đang bán với cửa tiền là 335 triệu đồng. Bản G. Đấy, 335 triệu đồng bản G xịn. La sáng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Đấy. Tay nắm cửa viền chân kính ốp gương chỉ một lốp này, vô lăng túi khí, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đời 2011. Đấy, bán với cửa tiền là 335 triệu đồng. Đấy, bên em thì đang có 2 mẫu gen trai nhá. Có 2 mẫu gen trai. Đấy, một mẫu biển 34 vừa rồi này. Đây, tiếp tục báo giá gia đình mình đây. Một mẫu gen trai này. Gen trai 209 màu đen. Đấy, 135 triệu đồng. Đấy. La răng sắt zin này. Đấy, lốp lắp đẹp, máy số keo chỉ chất. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Gen trai 209 135 triệu đồng thôi ạ. Đấy, các bạn nào mà vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhé, cứ vui vẻ hoan hỉ lên, cho em xin một lượt chia sẻ, một lượt comment đi. Đấy, lan tỏa bài lan tỏa buổi livestream ngày hôm nay hơn nhé. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Rồi, tiếp tục báo giá cho mình. Đây, những dòng xe số rộng nhé. Số rộng nhập đây. Đấy, mình cùng quan sát dùng em này. Gen X 2010 đăng ký là bánh năm 2011 nhé. Cái này bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương đưa giá tham khảo cho gia đình của mình là 220 triệu đồng. 220 triệu đồng. 1.2 số động này. Đấy, các bác nữ là mà vừa có bằng muốn bổ túc tay lái nhá, tham khảo cho em đi ạ. La sáng đúc, 4 bánh lốp lắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ai với này. Gương kính cụp sợi điện, xi nhan tích hợp trên sườn xe. Đấy. Cửa sổ trời Panorama này, sấy gương sấy kính thì đủ cả rồi. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 12 năm nay nhá.
Đấy, Genzex 2010 nhập Hàn 230 triệu đồng. Đấy, đằng mẫu, đằng sau mẫu Genzex này. Báo giá mình này. Hyundai Grandi 10 nhá. Hyundai Grandi 10 đời 2008, 4 máy 1.0, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố đây. Con này thì bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương đang bán với cửa tiền là 135 triệu đồng. Đấy, tập lái nhỏ gọn, tiết kiệm liệu. Máy số điện đó nên bền bỉ, rất ít khi đảo vặt này. Đấy, i10 2008 135 triệu đồng. Đấy, đằng sau mẫu 208 này báo giá mình một mẫu i10 đời cao này. i10 2016 ạ. Hyundai Grand i10 2016, động cơ 1.0 số sàn bản bay nhưng đã được độ lên la răng đúc 4 bánh rồi. Đấy, xi nhan tích hợp trên sườn xe. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy, vô lăng 3 chấu. Vô lăng 3 chấu nhá. Đấy, nội thất ghế da đều lau lạnh rét buốt luôn. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Con này thì hồ sơ cầm tay ạ. Con này hồ sơ cầm tay rồi nhá. Lên những lo thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới thì trong lốt nhạc thôi. i10 2016 nhập ấn 240 triệu đồng. Gửi đến gia đình nhà mình ạ. Đằng sau mẫu Hyundai Grand i10 2014 rồi này. Nhà mình tiếp tục tham khảo dùm em nhé. Kia Morning số tự động nhập Hàn 2010 màu trắng, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng đây. Con này bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương đang giao bán với cửa tiền là 215 triệu đồng. Đấy, 215 triệu đồng. Số tự động 1.0 nhá. Đấy, cặp đèn pha thì độ lên công nghệ bi cầu rồi. La răng đúc lốp lam đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng 2m. Động cơ 1.0 máy eco siêu siêu tiết kiệm nhiên liệu. Đăng ký đăng kiểm thì còn đến tháng 5 năm 2023. Cam đồi cam hành trình đầy đủ. Hôn Kia Morning 2010 số động 215 triệu đồng nhá. Vâng, cho Yên Bùi này, cho Chiến Giáp này. Chào bác Nguyễn Mậu Du, cho bác Nguyễn Việt Dũng này, cho bác Nghiêm Văn Thắng, cho bác Nguyễn Viết Tùng, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền Tổ quốc này. Cảm ơn những lượt xem, lượt thả tim, thả like của gia đình mình rất là nhiều nhá. Đấy, đó được động lực của chợ ô tô đầu mối Hải Dương này, mang đến tay người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng hơn. Đấy, những đầu xe từ 4 đến 7 chỗ bên em này cam kết gửi gia đình nhà mình, không đâm xô, không va chạm, không thủy kích ngập nước, cũng như là không vướng mắc một chút là về vấn đề pháp lý gia đình mình nhá. Cạnh mẫu Kia Morning 2010 số động vừa rồi này, báo giá gia đình mình Hyundai Grand i10 2014 bản độ 240 triệu đồng thôi. Đấy, la răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng 2m, gương kính cụp xoay điện, xi nhan dạng mí tích hợp trên gương, vô lăng 3 chấu tích hợp các nút điều khiển âm lượng cũng như các nút nghe gọi rảnh tay này. Đấy, 240 triệu đồng. Có trợ ship xe và rút hồ sơ gia đình mình ạ. Hyundai Grand i10, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Đấy, đằng trước Hyundai Grand i10 2014 rồi này, báo giá gia đình mình nhá. Một dòng xe nhập khẩu hai đầu đây, mở chỉ có 250 thôi. La Chatti CX 2010, đăng ký và làm bánh năm 2012 này. Đấy, động cơ 1.6 số tự động này. Đấy, 5 chỗ ngồi dài rộng đầm chắc nhá. La răng đúc 4 bánh này, có phanh đĩa chống bó cứng. Xi nhan thì thích hợp trên sườn xe, gương kính cụp xoay điện. Vô lăng 3 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Đấy, cửa sổ trời panorama đây. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 255 triệu đồng. La Chatti CX màu xám bạc, gửi đến gia đình nhà mình ạ. Vâng, chắc Tuyền Lương nó xem buổi livestream hôm nay này. Chào bác Nguyễn Khoan này, chào bác Toàn Vũ này, chào bác Yên Bùi. Đấy, chào bác Chuyến Giáp, chào đại gia đình mình nhá. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Rảnh tay rảnh chân cho em xin mỗi người một vài lượt chia sẻ đi. Mỗi người một vài lượt chia sẻ góc màn hình này. Đấy, không mất tiền, không mất bạc gì gia đình mình nhá. Để mà để lại tỏa buổi livestream về xe cộ để hữu ích và nhiều kiến thức này hơn nhá. Vâng, chào đại gia đình mình ạ. Vâng, tiếp theo đây này, với cửa tiền gần 200 triệu đồng thôi. 194 triệu đồng, gửi đến gia đình nhà mình một mẫu Vivante. Vivante 2009, đăng ký là bánh 2010, 2.0 số tự động. Đấy, 2.0 số tự động, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương đây. 34 Hải Dương 4101, la răng đúc lốp láp đẹp. Đấy, xi nhan thì tích hợp trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Vivante Trevep 2009 số động, không đến 200 triệu đây. 190 triệu đồng, còn bớt còn giảm sâu cho gia đình mình ạ. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí trên an toàn trên vô lăng, đầu đà mình theo xe nhá. Quay lại 7 chỗ đi em bác Yên Bùi. Đây 7 chỗ ngay trước mắt của mẫu đây anh ơi. Đây Vivante, đây Vivante Chevrolet 2000
109 đây, 7 chỗ tầm trung nhá, 190 triệu đồng thôi. Cô có nào hỗ trợ trả góp không? Đấy, em xin trả lời tất cả những con đồn của gia đình mình nhá. Đấy, 7 chỗ thì vừa rồi con Vivante này. Đấy, 7 chỗ tiếp tục có con Santa Fe nhá. Đây, 7 chỗ còn con Santa Fe đấy anh ơi. Đấy, 7 chỗ còn con Santa Fe này. Đấy, 7 chỗ này. Đấy, 2 cầu máy xăng, siêu trường siêu trọng, 315 triệu đồng thôi ạ. Có con nào trả góp không? Có trả góp nhá. Đây, có trả góp đây. Kia Seto 2017, 425 triệu đồng. Đấy, xe đàn đầu vân khúc hạng C này, đời cao. La sang đúc, lốp lắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng, iPad ở 4 bánh, xi nhan dạng mí tích hợp trên gương. Đấy, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp đây. Con này là bên em đang bán với cửa tiền 420 triệu đồng. Đấy, có trợ trả góp cho bác nhá. Đấy, bác mà quan tâm con này nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, làm giá sâu hơn nhá để hỗ trợ trả góp cho bác ạ. Cho bác Trần Nguyễn này. Chúc bác bà buôn may bán chốt được nhiều xe cuối năm về mua một xe phục vụ đình. Vâng, cảm ơn bác Tuyền Lương rất là nhiều nhá. Vâng, thì tạm thời bác Tuyền Lương chưa mua xe này. Thì cứ bình luận, cứ comment, cứ xem buổi livestream ngày hôm nay đi. Chia sẻ thật nhiều lên cho em Tùng nhá. Cảm ơn bác Tuyền Lương rất là nhiều này. Đấy, cảm ơn những lượt xem này, lượt comment, lượt bình luận gia đình mình ạ. Đấy, có những ý kiến gì hoặc là góp ý gì, cứ bình luận, cứ comment đi để em Tùng được hoàn thiện hơn nhá. Vâng, chào Nguyễn Thành Công, chào đại gia đình mình. Đấy, góc này thì giới thiệu hết rồi này. Đấy, góc này giới thiệu hết rồi này. Em sang xem bên này nhá. Đấy, tư vấn thêm mấy đầu 7 chỗ gia đình ạ. Đây, còn mấy đầu 7 chỗ đây. Bác nào đang hỏi 7 chỗ tham khảo cho mấy đầu này nhá. Đây, 7 chỗ đây. Innova 211 330 triệu đồng, bản G xịn này. Đấy, 211 la xăng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ngay với rồi. Đấy, động cơ VVDI vô cùng tiết kiệm nhiên liệu nhá, 330 triệu đồng. Innova 2011 gửi đến gia đình mình ạ. Đấy, nội thất ghế da này. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều, vô lăng 3 chấu. Tích hợp túi khiên toàn trên vô lăng này. Innova 2011 335 triệu đồng. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Vâng, chắc Lại Huân này, chắc Văn Đình, chắc Nguyễn Thành Công, chắc Trần Nguyễn, chào tất cả những chị quý vị khách hàng đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Vâng. Ờ, vẫn chưa mua con Innova à? Vâng, còn rất là nhiều xe nhá. Còn i10 biển Hà Nội không? Có bớt không? Bác Nguyễn Thành Đạt. i10 biển Hà Nội à? Đây, i10 biển Hà Nội còn một chiếc này nhá. i10 biển Hà Nội còn chiếc này. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng, 240 triệu đồng này. Đấy, Hyundai Grand i10 bản đủ 2014 nhá. Đấy, biển Hà Nội đây. Bác quan tâm nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em này. Nếu mà chốt được cái trong ngày hôm nay nhá, chốt được con này trong ngày hôm nay này, đấy, giảm ngay 10 triệu đồng, còn 230 cho bác Nguyễn Thành Đạt nhá. Đấy, i10 2014 bản đủ 1.0 số sàn, la xăng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng iPad rồi, xi nhan rạng mí tích hợp trên gương, cương kính cụp xe điện nhá. Hyundai Grand i10 biển Hà Nội, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Đấy, cứ bình luận đi, cứ comment đi để em Tùng tiếp tục tư vấn cho gia đình mình nào. Đấy, còn rất là nhiều xe này để bình luận nào. Đấy, tối rồi mà vẫn còn hai bác đến thu tiền nữa, phải được thu tiền nữa tiêu. Đấy, tối rồi mà vẫn còn hai bác đến tham khảo Innova bên em đang bán này. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream này hôm nay nhá, cứ bình luận đi, cứ comment đi, em Tùng tiếp tục báo giá đình nhá. Đấy, Innova 2011 ạ. Đấy, hai bác đang xem con Innova màu xám xanh 2011 rồi nhá. Đấy, em Tùng cũng đã báo giá gần 60 đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương rồi. Các bác nào mà có nhu cầu, đấy, tìm đến những dòng còn zin không anh, còn zin không anh. Đấy, con này máy số keo chỉ sơn si còn zin đây nhá. Đấy, rất đẹp luôn, 30 hạn lợi phố đây. Đấy, con này còn zin nhá. Đấy, đấy, tối mà vẫn còn rất là nhiều khách hàng này đến tham khảo xe bên chợ bên em đấy ạ. Đấy, hai bác đang tham khảo con Innova này. Vâng, chào bác Thơ Vũ Thị này, chào bác Thảo Dương này, chào bác Nguyễn Quang Đạt này, đấy, chào Khu Văn Công này, đấy, chào đại gia đình mình nhá. Đấy, đấy, giới thiệu hết xe này, em xin lược lại một vòng cho anh chị quý mình cùng quan sát thêm này. Đấy, Genta Quang ơi, ông ơi, ông có điện thoại kìa. Đấy, em xin lược lại một vòng nhá. Genta X210 ấy, nhập Hàn, 220 triệu đồng này. i10 này,
Đấy, Y12 08 130 đang chờ đồng tập lái này. Y12 2016 1.0 này đấy, 240 triệu. Kia Morning số tự động 2010. Cho em xem quay nội thất nào. Ok bác, quay nội thất nhá. Đấy, cả nhà mình đang quan tâm dòng nào này, quan tâm mẫu nào đây, cứ bình luận, cứ comment đi, em Tùng tư vấn cho nhá. Đấy. Đấy, bác Nguyễn Thành Đạt mà hôm nay có chốt được con này trên bước sóng này chim này nhá. Giảm ngay 10 triệu đồng cho bác nhá. Đấy, một chiếc Y10 rất đẹp đây. Đây. Đây lựa chọn đây. Vô lăng ba chấu này, túi khí toàn trên vô lăng tích hợp có nút điều khiển nhá. Đấy, nội thất ghế da kết hợp với lỉ theo xe này, trần thì trần lỉ vẫn theo xe nhá. Đấy, nội thất rất đẹp luôn. Trời hơi tối một xíu thôi. Đấy, bác mà quan tâm nhấn qua fanpage cho em đi, đã có video hình ảnh chi tiết con này rồi nhá. Đấy, quay qua thôi, hơi tối một xíu ạ. Vâng, cho Nguyễn Tân này. Đấy, em xin quay qua thôi, anh cứ nhắn tin qua fanpage cho em đi ạ. Con này thì đã có video hình ảnh chi tiết rồi nhá. Vâng, chào cả ngố là. Đấy, chào đại gia đình mình ạ. Đấy, rất là, còn rất là nhiều xe đây. Đấy, còn rất là nhiều xe đây. Đấy, thì vào rồi em báo giá cho một tiếng nhá. Hôm nay là giọng hơi yếu một xíu này. Có hơi có vấn đề một xíu nhá. Thì em xin ập buổi live ngày hôm nay sớm một chút ạ. Đấy, vì có hai bác khách đang đến xem Innova rồi. Đấy, xin chào gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những buổi live stream tiếp theo nhá. Sau ô tô đầu mối Hải Dương, xin chào. Kêu gọi đại gia đình mình trong buổi tối ngày mai ạ.